mắt thì thôi ra nó chưa bà cái má mắt đồ bà nó khá đẹp quá quà của cháu hôm nay thì về là nó có chào cháu gì để cũng lễ nguy cho được nghĩ lắm bà quá quá nhẹ nhõm học không cháu được mời bà quá quá ngồi cái ghế để dinh chịu gió nãy cho cháu đó là nó sắp bị tóc lao khó khỏi cho bà quá được bà bà nhẹ nhõm mới cháu được được không cha để hôm nay được cháu mời bà quá một ly rượu đủ thử mong mỏi từ mấy lâu hôm nay cháu không được được không cha vậy xin phép ông bà quá các bạn tụ lễ hai cho để làm lại đúng rồi.
Sao anh cháu? Bây giờ cũng xin phép nha ông cho ba mấy bà nha. Mẹ thì vụ này thôi thì cháu cái nào thì đủ để cho cháu nó đền ơn đáp nghĩa không có mỏi. Chưa, tại vì mình mối kia chưa rồi, mối trong này đâu quay phim được. Rồi, giữ tay lên cái nhìn cho mấy ảnh chụp cái đây. Nè, nhìn cho mấy, 1, 2, 3. Đó, vậy mới chứng minh đó. Mời ngủ đi. Xin hỏi mấy chị mấy con nha.
chụp hình cái ngay liền cho máy ảnh nha. 1, 2, 3 rồi. Sau đó thì tiếp theo là quà rút thì con mời ai là lớn mới mời mời không đó đi ăn đâu anh nói vậy chứ mà lớn nhớ rồi kia đâu rồi cô Châu ơi nhận vô cái nha ngay đi chút xíu rồi nhận vô chụp lấy tấm ảnh nè. Rồi thì hôm nay không thanh thành dưỡng dục cha mẹ
con đời đời đáp nghĩa cho cha mẹ hôm nay dân dân cha và quy rụ mẹ quy rụ và đáp mẹ hai sáng rồi ngày mai mốt đây sẽ về phục vụ những quân trọng là không còn con nhà chưa nữa. Buổi lễ là lễ ông bà đã sao không sao thì cũng có gì hơn cùng mời ông bà cô bác chị quan khách và bè bạn của hai niệm và bè bạn của cháu ở nhúc nhúc thời gian quý báu ngồi lại để dùng một cái rượu thân mật với gia đình xin